Chào mừng các bạn chị đã quay trở lại với kênh YouTube Máy Xây Dựng Minh Châu. Hôm nay Minh Châu sale cho các bạn chị là cả ba dòng thổi bùn của thương hiệu Makute này. Đây là một cái thương hiệu mà được các bạn chị sử dụng rất là nhiều, tất cả trong các dòng máy hỗ trợ cho ngành xây dựng nha, như khoan, mài, cắt sắt, cắt nhôm đều có đầy đủ hết, cả nén khí luôn, cả rửa xe luôn. Nhưng mà hôm nay Minh Châu sale ba cái dòng máy thổi bùn này. Đây là dòng thổi bùn pin và dòng thổi bùn điện loại tầm trung và dòng thổi lớn nha. Cái này là đặc biệt, ở dòng này nó có vừa thổi vừa hút, còn dòng này thì lực thổi là cực kỳ lớn luôn, như bạo luôn các bạn chị ạ. Đây, cái dòng này hôm nay Minh Châu sale cho mọi người với giá là 610.000, miễn phí vận chuyển toàn quốc nha. Còn cái dòng sử dụng điện tầm trung ở đây nó sẽ là 710.000, miễn phí vận chuyển luôn cho các bạn chị. Và đây nó sẽ là 1.050.000 nha, 1.050.000 mà miễn phí vận chuyển cho các bạn chị luôn nha. Bây giờ em sẽ khui trước cái con pin để các bạn chị tham khảo này. Pin thì ở cái dòng của Makute sử dụng rất là đa dạng, như pin các bạn chị có thể sử dụng chung pin của Hitachi này, hay là Makita, dòng pin nhái vẫn xài được luôn nhá. Đấy các bạn chị, dòng này có xài pin cả hàng nhái đều xài được, hàng chính hãng đều xài được. Đây có cái lọc rác này, cái này các bạn chị khi hút bụi nó sẽ vào trong đây nhé, mình rút ở đây ra và sổ bùi ra này nhá. Đó, một cái ống hút này, đây, và con máy của chúng ta này, đây là dòng pin, đây, phiếu bảo hành và sách hướng dẫn. Như em nói này, pin nó có thể xài được tất cả các loại pin, miễn là pin chân phổ thông nhá, chân cao nhá. Đây, cực kỳ mạnh luôn á. Đây, ở đây nhá, nó rất là mạnh luôn, có thể xài được tất cả các loại pin chị, với 610.000 miễn phí vận chuyển toàn quốc cho các bạn chị. Dòng này thì sử dụng pin là 20V nha các bạn chị. Đây, 2.3 m³ này, lực thổi là 2.3 m³ này, rất là mạnh luôn nhá. Đó, chỉ 610.000 miễn phí vận chuyển cho các bạn chị một con thổi bùi như vậy. Rồi tiếp theo là cái con thổi bùi điện này. Cái này sử dụng điện là 220V cho đến 240V, 5 đến 60Hz này các bạn chị. Và công suất là 800W. Đây là công suất chuẩn của dòng Makute nhá. Đây, tốc độ là từ 0 cho đến 3.000 vòng trên 1 phút. Dòng này nó có điều tốc, có nút điều tốc luôn cho các bạn chị luôn. Mình muốn mạnh thì mạnh, muốn yếu thì yếu luôn. Đây, lực thổi là 3.8 mm³ này. Đây các bạn chị, rất là lớn nha. Dòng này đặc biệt ở dòng này nó hay cái là vừa thổi vừa hút được các bạn chị ạ. Có thể hút bùi này, hút những cái rác rớm, hay những anh em mà làm những công việc như khung cửa nhôm thì mình cũng có thể sử dụng em này để hút những cái bụi bẩn để vệ sinh rất là nhanh chóng luôn. Có thang này nha, một cặp thang xe cua và phiếu bảo hành sách hướng dẫn này. Đây, cái con máy của chúng ta rất là đồ sộ luôn nha, có túi để hút rác vào trong đây nhá. Đây, có đầu lọc này, một đầu hút khi mình hút ở trong kẹt ghế sofa hoặc là ghế xe hơi đều được hết nha. Và một đầu hút bàn dựa sàn này, hoặc trong bàn này. Và một cái ống công suất là 800W chuẩn, nhưng mà có bán gì thì thấy khả năng mạnh cực kỳ. Đó, hút thì thôi rồi luôn. Đây, tiếp theo là cái dòng thổi lá của thương hiệu Makute này các bạn chị. Đây là công suất 3.800W cho các bạn chị. Đây, điện sử dụng là 220V cho đến 240V, 5 đến 60Hz, công suất là 3.800W này. Và tốc độ là từ 3.000 cho đến 17.000 vòng trên 1 phút. Lực thổi là 13 m³ này. Các bạn chị thấy ghê không? Rất là ghê, 13 m³ trên 1 phút luôn. Đây, đến cái dòng Makute thì Minh Châu, cái dòng thổi bùi này Minh Châu bảo hành cho các bạn chị 12 tháng để sử dụng yên tâm luôn. Máy đi kèm là một cặp thang này và phiếu bảo hành sách hướng dẫn, hàng chính hãng của Makute nhé. Cho nên là ở trên cái con máy này có ống thổi này. Đây, cái con 3.800W này nó chỉ có máy và ống thổi thôi, vì nó không có hút cho nên là nó ít phụ kiện nhá. Đây, có bán chị thấy không,
phần trong máy, cái cánh quạt của nó làm như một cái động cơ phản lực luôn này, cực kỳ khỏe luôn, nó có bán chị thổi lá là cực mạnh luôn. Đây đây, cô bán chị ráp sẵn vô như vậy nha, cô bán chị ráp chắc vô chứ không nó thổi bay cái ống này ra đó. Cái này mà bình thường á, nó thổi nếu mà người đứng trước nó có thể nó lóc luôn cả người luôn á, như bạo luôn quán chị. Tại bên dưới nó thiết kế bốn những cái khớp này, nó làm nhô ra để nó khi mà mình để này, nó để trên được trên cái mặt bằng nha, nó giống như bốn cái chân của bán chị. Đây bây giờ em ghim điện để test máy thử nha. Nó có một cái tay nắm ở đằng trước này, quán chị cầm nó sẽ chắc chắn hơn nhá, có điều tốc ở bên trên và công tắc ở đây luôn, khóa công tắc này, khi cô bán chị muốn hoạt động lâu dài mình khỏi phải bóp công tắc mỏi tay thì mình có thể nhấn khóa công tắc, nó sẽ khóa luôn và hoạt động liên tục, khi nào mình bấm cái nữa nó sẽ ngưng nhá. Ở đằng sau này, đây là cái dòng mà em nói là bảo hành 12 tháng thì đáng với đồng tiền của cô bán chị chưa. Thấy nhìn bên trong này, ruột đồng nhôm thép 100% ở đây. Nó làm trống như vậy mình nhìn thấy ở bên trong luôn, thấy động cơ luôn nha, động cơ chổi thang ở bên trong này. Mình nhìn thấy rất là rõ ở bên trong luôn, để nó làm thoáng mát. Đây các bạn chị, em bóp thử cho các bạn chị tham khảo này. Kinh khủng không? Để em xếp thử mấy cái con này lên em thổi thử nha. Đây là những con máy pin nè các bạn chị. Đây là những con máy pin nha, rất là nặng nha, thổi thử nha. Kinh khủng luôn các bạn chị ạ, như bạo nha. Đây 3800W, một con máy như vậy các bạn chị có thể thổi ở các cái không gian rộng nha, như là biệt thự hoặc là trường học, chùa hay nhà thờ đều được hết. Ở đây em bán cho những trường học ở đây rất là nhiều. Sử dụng cái con này là rất là tiết kiệm về cái nhân công, thay vì mình quét thì phải rất là nhiều người quét nha. Nhưng mà đồng thời chỉ cần cái này một máy thôi, có thể thổi ngang ngửa với 10 người quét đó các bạn chị ạ. Có điều tốc luôn, quán chị thấy nó mạnh quá thì mình có thể giảm xuống nha, ở bên trên này. Từ 1 đến 6 luôn. Rồi, được bảo hành 12 tháng cả 3 dòng nhá. Và giá bán thì cái con này nó chỉ có 1.050.000 và miễn phí vận chuyển toàn quốc cho quán chị. Cái dòng pin thì nó chỉ là 610.000 và cái dòng tầm trung như vậy. Đây các bạn chị, dòng tầm trung này thì nó chỉ có 710.000. Toàn bộ đều miễn phí vận chuyển cho các bạn chị. Rồi các bạn chị ai có nhu cầu thì trực tiếp đến các cửa hàng của máy xây dựng Minh Châu, hoặc gọi điện thoại đặt hàng ở các số điện thoại bên trên màn hình nhé. Và các bạn chị đừng quên nhấn đăng ký kênh và nhấn chuông theo dõi để xem những video tiếp theo của cửa hàng máy xây dựng Minh Châu. Phù hợp dòng nào thì mình ủng hộ Minh Châu nhá. Rồi video hôm nay Minh Châu xin tạm dừng ở đây. Chào tạm biệt các bạn chị.